Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GFS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Hôm nay GFS sẽ chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật trong 24 giờ qua. Các cơ quan chính phủ Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công tiền số từ hacker Bắc Triều Tiên. Hyundai và Emirates là những gã khổng lồ tiếp theo tham gia vào NFT. Đồng USDT đã vượt qua đồng BUSD để trở thành đồng ổn định lớn thứ ba trên thị trường. MetaMask cảnh báo người dùng iCloud của Apple trước nguy cơ bị hack. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay bây giờ. Mở đầu bản tin hôm nay, các cơ quan chính phủ Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên. Ngày 18 tháng 4, một số cơ quan của chính phủ Mỹ như Cục Điều tra Liên bang FBI, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng CISA và Bộ Tài chính Mỹ đã cùng cảnh báo về mối đe dọa tấn công và trộm cắp tiền số đến từ nhóm hacker Lazarus Group do chính quyền Bắc Triều Tiên bảo trợ. Cảnh báo này được đưa ra khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Lazarus gây ra vụ hack và đánh cắp 625 triệu đô la từ cầu nối Ronin của Axie Infinity. Qua quá trình theo dõi, các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ đã phát hiện thấy các hacker của Bắc Triều Tiên thường nhắm mục tiêu vào một loạt các công ty crypto và blockchain, bao gồm sàn giao dịch crypto, giao thức tài chính phi tập trung DeFi, các game chơi để kiếm tiền, các công ty kinh doanh tiền số, quỹ đầu tư mạo hiểm crypto và các cá nhân sở hữu một lượng lớn tiền số hoặc các NFT. Các cơ quan của chính phủ Mỹ khuyên các công ty và cá nhân nên đề phòng các thủ đoạn của nhóm này bằng cách vá lỗi tất cả các hệ thống, trong đó ưu tiên vá các lỗ hổng đã biết và đã bị khai thác. Nâng cao nhận thức của người dùng để nhận ra và báo cáo về các nỗ lực lừa đảo cũng như sử dụng xác thực đa yếu tố. Hyundai và Emirates phát hành NFT. Emirates, hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, đã công bố kế hoạch tung ra các NFT và trải nghiệm trong Metaverse cho nhân viên và khách hàng của mình. Giám đốc điều hành của hãng cho biết, các dự án đầu tiên về NFT và Metaverse đã được tiến hành và dự kiến ra mắt trong những tháng tới. Emirates cũng sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác chiến lược như Web3 mà hãng đang theo đuổi. Việc ra mắt của NFT này của Emirates hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế số và các sáng kiến tài sản kỹ thuật số của UAE. Trong khi đó, Hyundai, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cũng đã công bố hợp tác với dự án Metacon để tung ra bộ sưu tập giới hạn gồm 30 NFT. Bộ sưu tập này được thiết kế dành riêng cho chiếc xe nhỏ gọn đầu tiên của Hyundai có tên là Pony, dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2022. Hyundai cũng tiết lộ một khái niệm mới Meta Mobility để diễn tả sự kết nối giữa thế giới vật chất và thế giới Metaverse thông qua robot. Hyundai có kế hoạch phát hành các NFT khác nhau như những phương tiện sáng tạo để giúp người dùng trải nghiệm trong vũ trụ Meta Mobility. Tin tức tiếp theo trong bản tin hôm nay, USDT của Terra vượt qua BUSD của Binance để trở thành stablecoin lớn thứ ba. Đồng stablecoin USDT của Terra đã vượt qua đồng BUSD của Binance để trở thành đồng ổn định lớn thứ ba trên thị trường. Tổng vốn hóa thị trường của USDT đã tăng 15% trong 30 ngày qua và hiện tại đạt khoảng 17,5 tỷ đô la, cao hơn mức vốn hóa thị trường của đồng BUSD với 17,46 tỷ đô la. USDT hiện chỉ đứng sau gã khổng lồ trong ngành là Tether USDT với 82,8 tỷ đô la và USDCoin USDC với 50 tỷ đô la. Dữ liệu cũng cho thấy USDT đã tăng trưởng mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường tăng 525% kể từ tháng 11 năm 2021. Mặc dù vượt qua BUSD về vốn hóa thị trường, nhưng khối lượng giao dịch của USDT thấp hơn nhiều so với BUSD. Cụ thể, khối lượng giao dịch của BUSD đạt 2,26 tỷ đô la trong 24 giờ qua, thì khối lượng của USDT chỉ có 431,79 triệu đô la. Tin tức sau cùng trong bản tin hôm nay, MetaMask cảnh báo người dùng Apple về nguy cơ mất tiền. MetaMask khuyên người dùng nên tắt tính năng sao lưu iCloud tự động để ngăn chặn vụ hack dữ liệu ví có thể dẫn đến mất tài sản. MetaMask cho rằng các bản sao lưu iCloud của Apple tự động có thể là một yếu tố rủi ro dẫn đến việc tin tặc đánh cắp crypto của người dùng. Cảnh báo này được MetaMask đưa ra vài ngày sau khi một người dùng bị mất một số NFT và thiệt hại ước tính trị giá 655.000 USD khi anh ta bị kẻ gian chiếm đoạt tài khoản iCloud. Đáng chú ý, các thiết bị di động của Apple có thể tự động tải lên dữ liệu ứng dụng. Trong quá trình sao lưu, các tệp chứa khóa cá nhân cũng có thể được tải lên máy chủ iCloud của Apple. Chính vì vậy, MetaMask đã khuyên mọi người nên tắt tính năng sao lưu iCloud trên các thiết bị để hạn chế tối đa việc tài sản bị đánh cắp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!